Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến hội thánh Đức Chúa Trời. Tiến hành kiểm tra tại một căn phòng tại phường Phú Mỹ, lực lượng chức năng phát hiện có 21 người, trong đó có hai trẻ em dưới 6 tuổi đang sinh hoạt các nội dung và hình thức liên quan đến hội thánh Đức Chúa Trời. Nhóm này sử dụng 11 cuốn sách kinh thánh, máy tính, màn hình tivi để phục vụ truyền đạo trái phép, một cuốn sổ ghi chép truyền đạo, Thủ đoạn lôi kéo thường nhắm đến người quen, khách hàng, người có hoàn cảnh khó khăn, gặp vấn đề về sức khỏe để tư vấn các sản phẩm thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe để lồng ghép tuyên truyền trái phép về hội thánh Đức Chúa Trời theo mô hình đa cấp.